Chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Đam Mê Cá Vàng. Chủ đề lần này mình muốn chia sẻ với các bạn đó là về căn bệnh mắc lồi, mắc đục ở cá vàng. Trước tiên thì để xem tiếp video này, đối với các bạn mà chưa đăng ký kênh của Đam Mê Cá Vàng thì các bạn chỉ cần 3 giây thôi để nhấn nút đăng ký và nút chuông kế bên để nhận thông báo khi mà Đam Mê Cá Vàng có video mới nha. Ngoài ra, ngoài các video chia sẻ trên YouTube thì Đam Mê Cá Vàng cũng có tư vấn miễn phí cách chăm sóc chữa bệnh cho các bạn thông qua các kênh như là Facebook và Instagram có cùng tên là Đam Mê Cá Vàng. Ngoài ra các bạn còn có thể liên hệ trực tiếp vào hotline 0869 242 393 để nhận được tư vấn miễn phí nha. Thông qua hai kênh này thì các bạn cũng sẽ theo dõi được các chương trình khuyến mãi hàng tuần và hàng tháng của Đam Mê Cá Vàng. Bây giờ thì mời các bạn xem tiếp video thôi. Để tìm hiểu về căn bệnh này, đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về nguyên nhân của căn bệnh này. Nguyên nhân đầu tiên đó là do bệnh truyền nhiễm do vi khuẩn Aeromonas. Nguyên nhân thứ hai đó là trong bể có cái lượng cá quá đông. Nguyên nhân thứ ba đó là do chất lượng cá bị. Nguyên nhân thứ ba đó là do cái chất lượng nước nuôi cá bị suy giảm. Nguyên nhân thứ tư đó là khi mà cá mắc cái bệnh đốm trắng, và khi mà cá mắc bệnh đốm trắng thì sẽ khiến cho người cá bị ngứa và cá sẽ cọ sát cơ thể của mình vào trong thành hồ. Và khi như vậy thì vô tình cá cũng sẽ cọ sát phần mắt của mình vào trong hồ, vào trong thành hồ. Vì như vậy thì sẽ khiến cho cá bị cái chứng bệnh gọi là đục, là mắc đục. Nguyên nhân tiếp theo đó là khi mà pH thay đổi bất thường, do mình thực hiện điều trị bằng tắm thuốc thì sẽ khiến cho tác động đến pH, và pH thay đổi bất thường sẽ tác động đến phần mắt của cá. Nguyên nhân tiếp theo nữa đó là do cái phần đáy đá lát. Nếu mà những cái hồ các bạn nào mà có đá lát á, thì do cái phần đá lát đó nó quá bẩn, hoặc là do cái mặt trong của hệ thống lọc nó quá bẩn do một thời gian dài bạn không có vệ sinh chẳng hạn. Nguyên nhân tiếp theo đó là do bạn cho cá ăn quá nhiều. Bởi vì khi mà bạn cho cá ăn quá nhiều á, thì sẽ khiến cho nước của cá mau dơ, và điều này sẽ làm một điều gián tiếp dẫn đến cho cá bị bệnh về mắt. Nguyên nhân tiếp theo nữa là nguyên nhân dễ hiểu, đó là do hệ miễn dịch của cá bị suy giảm. Về hệ miễn dịch của cá bị suy giảm thì nó có rất là nhiều nguyên nhân ha. Nó không phải là một ngày một bữa mà khiến cho cái hệ miễn dịch của cá bị suy giảm, mà nó sẽ do nhiều nguyên nhân. Ví dụ như là chất lượng nước của bạn không được đảm bảo nè, hệ thống lọc của bạn không có chất lượng nè, khiến cho nguồn nước bị dơ nè, bạn cho ăn quá nhiều khiến cho nước bị bẩn. Và cứ nhiều lần cái sự mà môi trường nước không được đảm bảo, môi trường nước bẩn như vậy, nó lặp lại nhiều ngày thì sẽ khiến cho ảnh hưởng đến hệ miễn dịch của cá, và cá nó sẽ bị suy giảm, và như vậy thì rất là dễ khiến cho cá bị bệnh mắc lồi, mắc đục. Nguyên nhân cuối cùng đó là cái bệnh này nó cũng rất là thường hay được xảy ra đối với chú cá bị lão hóa, có nghĩa là những chú cá bị già rồi á. Thì đối với những cái trường hợp đó thì cá hay bị bệnh đục mắt hơn. Sau khi đã tìm hiểu về nguyên nhân rồi thì chúng ta sẽ đi đến triệu chứng của căn bệnh. Về triệu chứng của căn bệnh thì mình sẽ chia làm hai phần ha. Phần đầu tiên đó là triệu chứng của bệnh mắc lồi. Về cái triệu chứng của phần mắc lồi thì nó rất là dễ nhận thấy. Ví dụ như là nói một cách đơn giản á, thì bạn sẽ thấy, quan sát là sẽ thấy mắt nó có một cái hiện tượng là lồi ra ngoài hơn so với bình thường. Dù cái chú cá bạn nuôi không phải là một loại cá mắc lồi đặc biệt. Và triệu chứng thứ hai đó là nhãn áp sẽ tăng bất thường. Và nếu mà bệnh ở cái giai đoạn cuối thì cái phần mắt và cái phần thần kinh của thị giác nó sẽ bị hoại tử, và có khả năng rất cao là mắt nó sẽ rơi ra luôn và nó bị mất luôn. Và nguyên nhân tiếp theo đó là do cái phần màng của mắt, cái phần lens nó sẽ nhô ra. Và đây là một cái tác dụng phụ của vi khuẩn, do vi khuẩn Aeromonas gây ra. Và một khi mà cái lens của mắt nó đã sưng lên rồi á, thì khả năng rất là cao là cái phần mắt của cá nó sẽ không trở lại trạng thái ban đầu được. Về triệu chứng thứ hai đó là triệu chứng được xuất hiện ở bệnh đục mắt, thì có những triệu chứng như sau. Thứ nhất đó là nhãn cầu nó, bạn quan sát là nó sẽ mất cái độ trong suốt và nó sẽ trở nên đục. Và triệu chứng thứ hai là đôi khi á, là cái phần xung quanh mắt nó sẽ xuất hiện những cái bong bóng nhỏ nhỏ. Và cái triệu chứng cuối cùng đó là một khi mà vi khuẩn Aeromonas được hình thành á, thì nó cũng là sẽ là một cái nguyên nhân khiến cho mắt cá bị đục. Và nếu mà nặng á, thì có khả năng cao là sẽ không có chữa khỏi được và cái mắt của cá sẽ bị mù. Tiếp theo đó là cách điều trị của căn bệnh này, thì mình muốn chia sẻ một chút xíu, đó là nguyên nhân vì sao mà mình đã biết đến căn bệnh này rất là lâu rồi, nhưng mà đến mãi bây giờ thì mình mới làm một cái video để chia sẻ với các bạn. Là bởi vì mình biết đến căn bệnh này rất là lâu và cũng đã nghiên cứu nó rất là nhiều, nhưng mà mình mãi vẫn không tìm được một cái loại thuốc ở Việt Nam mà nó thích hợp và nó thật sự hiệu quả đối với căn bệnh này.
Nhưng mà hiện nay thì đối với các bạn mà inbox đến trang fanpage của Đam Mê Cá Vàng á, thì có rất là nhiều bạn hỏi về căn bệnh này, thì mình thấy là nên làm một cái video chia sẻ với các bạn để mà các bạn, dù mà mình không có thuốc, dù mà mình chưa có thuốc thích hợp với căn bệnh này, nhưng mà ở các bước mà điều trị sơ cấp á, thì các bạn có thể xử lý được cho cá. Là tiếp theo thì mình sẽ chia sẻ về cách điều trị căn bệnh này là như sau. Đối với nguyên nhân mà do nước bẩn á, thì ở cái giai đoạn đầu của bệnh là mắt nó sẽ có triệu chứng là nhô ra ngoài xa hơn so với bình thường, hoặc là trong mắt mình sẽ quan sát là có phần đục. Nếu mà như thế á, thì các bạn sẽ thay khoảng 60-80% nước. Và khi mà nước bị bẩn á, thì cũng có thể là do nguyên nhân là do cái hệ thống lọc nó bị bẩn, nên lúc này chúng ta cũng phải cần lại rửa sạch cái hệ thống lọc. Thì trong khoảng chừng 2-3 ngày thì cái bệnh này nó sẽ dần dần được hồi phục. Trong trường hợp mà nguyên nhân gây ra đó là do vi khuẩn Aeromonas, thì trong cái giai đoạn đầu thì có thể chữa khỏi bằng cách là các bạn tắm muối cho cá từ 0,5 đến 0,8%, hoặc là tắm thuốc bằng cái chất là agutin. Nhưng mà hiện tại cái chất agutin này ở Việt Nam là đang cấm sử dụng, và cái loại thuốc mà để chữa bệnh đúng cho đặc trị cho căn bệnh này thì hiện mình tìm được thì chỉ có bên Nhật thôi, nên là hiện tại mình vẫn chưa tìm ra được một loại thuốc nào thật sự có hiệu quả, hoặc là có những cái chất tương tự những cái loại thuốc của Nhật. Nhưng là mình tin rằng sắp tới thì mình sẽ mau sớm tìm được loại thuốc đó, và khi tìm được thì mình sẽ chắc chắn chia sẻ với các bạn. Nhưng mà đầu tiên ở cái bước mà xử lý đầu tiên là các bạn phải tách cá ra và thực hiện ngâm muối cho cá. Đối với trong trường hợp mà chúng ta tiến hành ngâm muối và ngâm thuốc liên tục từ 3-5 ngày á, và sau đó chúng ta sẽ chuyển sang một cái giai đoạn đó là chỉ là tắm muối thôi, tắm muối với cái nồng độ là 0,5% và không tắm thuốc, và tắm trong cá trong vòng 1 tuần. Và trong khi mà cái trường hợp mà bạn chuyển sang từ tắm muối và tắm thuốc chuyển sang cái giai đoạn chỉ tắm muối thôi á, thì nó sẽ giảm stress của thuốc dành cho cá, vì vậy mà sẽ xuất hiện một cái triệu chứng đó là xung quanh mắt của cá nó sẽ xuất hiện những cái vết màu đỏ, gân màu đỏ. Và lúc này cách xử lý rất là đơn giản, đó là các bạn chỉ cần giảm cái độ sâu của nước xuống với cái mức độ sâu là khoảng 15 cm để nó giảm áp lực nội nhãn lên mắt. Thì lúc này thì cá nó sẽ mất đi cái vân đỏ, những cái vết đỏ xung quanh mắt. Và tiếp theo mình cũng muốn chia sẻ với các bạn, đó là những điều lưu ý, những điều các bạn cần chú ý trong quá trình chữa bệnh của căn bệnh này. Đó là trong trường hợp mà nguyên nhân gây bệnh là do vi khuẩn Aeromonas á, thì nó sẽ có nguy cơ lây lan. Do đó về nguyên tắc á, thì chúng ta cần phải tách cá ra và xử lý hồ, cũng như là thay 80% nước, và sẽ tiến hành rửa sạch cái hệ thống lọc và ngâm nước muối 0,5% trong khoảng chừng 5 ngày. Và điều đó cũng có tác dụng trong việc mà ngăn ngừa nhiễm trùng cho cá. Và trong quá trình điều trị các bạn cần phải tuân thủ một cái nguyên tắc, đó là không được cho cá ăn. Và khi mà điều trị bệnh mắt lồi và mắt đục á, thì dùng sưởi nó sẽ làm tăng cái nội nhãn và tăng nguy cơ bệnh. Do đó xử lý bằng sưởi là cũng phải cực kỳ nghiêm cấm khi mà xử lý căn bệnh này. Và tới đây thì mình cũng muốn chia sẻ một chút xíu về cái chuyện sưởi, bởi vì có rất là nhiều bạn khi mà nhắn tin cho mình á, thì cái câu chốt lúc nào các bạn cũng hỏi là chúng ta có nên sử dụng sưởi hay không. Thì ở đây thì mình cũng muốn giải quyết luôn câu hỏi này ngay tại đây. Khi mà cá bị bất cứ một căn bệnh gì cũng vậy, nếu mà nhiệt độ nước của bạn trên 20 độ thì về cơ bản thì chúng ta sẽ không có dùng sưởi. Đó là một cái lựa chọn rất là sáng suốt. Bởi vì sao? Bởi vì có nhiều người nói rằng cái nhiệt độ để mà điều trị bệnh cho cá thích hợp là khoảng từ 28 đến 30 độ. Nhưng mà khi mà nước ấm lên như vậy thì cái áp suất thẩm thấu của muối và của thuốc cũng sẽ tăng lên, và nó sẽ khiến cho cái hiệu quả diệt khuẩn nó cũng sẽ tăng lên luôn. Đối với cá vàng, khi mà mọi thứ nó tăng lên một cách bất thường như vậy, đó là một cái sự quá tải, một cái sự nặng nề với cá, và sẽ rất là dễ đến cá bị stress và sẽ chết một cách đột ngột. Nên là các bạn cần phải hết sức thận trọng trong cái việc mà sử dụng sưởi. Thứ nhất là khi mà điều trị cá bị bệnh mắt lồi, mắt đục thì không được sử dụng sưởi. Thứ hai, nếu mà nhiệt độ nước của bạn trên 20 độ, về cơ bản chúng ta không cần dùng sưởi và vẫn chữa bệnh một cách bình thường. Và khi mà điều trị căn bệnh này á, khi mà chúng ta ngâm cá với muối á, và là thuốc, thì cái cá nó sẽ tăng cái khả năng trao đổi chất rất là cao, nên chúng ta cần phải thay nước mỗi ngày. Vậy là mình đã chia sẻ xong với các bạn về cách điều trị và những cái điều lưu ý, nguyên nhân và triệu chứng của cái căn bệnh mắt lồi mắt đục này.
Về cơ bản á, thì mình đã chia sẻ với các bạn về cơ bản á, thì chúng ta chỉ cần xử lý nó thông qua những bước như sau. Thứ nhất là các bạn cần phải tách ly cá ra, và thứ hai là các bạn sẽ ngâm cá trong cái nồng độ muối là 0,5%, đó là khoảng chừng 5 gram muối trên 1 lít nước, là khoảng một muỗng cà phê ha. Và các bạn cần phải thay nước mỗi ngày cho cá khoảng chừng 60-80%, và lặp lại như vậy khoảng chừng 3-5 ngày hoặc là 1 tuần. Và các bạn cần phải tuân thủ một cái quy tắc bất di bất dịch, đó là trong quá trình mà điều trị bệnh cho cá, nhất quyết không được cho cá ăn. Và các bạn cứ thực hiện những cái quy trình đó lặp lại hàng ngày. Và các bạn lưu ý là khi các bạn thay nước cho cá, các bạn phải thay nước trong khoảng thời gian là buổi tối hoặc là vào ban sáng sớm, bởi vì trong cái hai giai đoạn đó thì cái nhiệt độ nó sẽ không có một cái sự giao dịch nhiều, vì vậy thì cá nó sẽ đỡ bị sốc nhiệt hơn. Và bởi vì ở Việt Nam hiện tại mình vẫn chưa tìm được một cái loại thuốc thích hợp cho căn bệnh này, vì vậy cái điều mấu chốt ở đây đó là chúng ta cần phải phát hiện cá và quan sát cá thật là chi tiết để mà biết được là cá bị bệnh ở cái giai đoạn sớm nhất. Có nghĩa là chúng ta cần phải phát hiện cá bị bệnh càng sớm càng tốt, bởi vì khi mà chúng ta phát hiện cá bị bệnh càng sớm càng tốt được ngày nào á, thì khả năng cứu sống được cho cá và chữa khỏi bệnh cho cá nó sẽ sớm được ngày đó. Và cuối cùng thì mình cũng muốn chia sẻ với các bạn một cái câu chuyện nhỏ mà mình phát hiện được thông qua cái căn bệnh này mà mình vô tình biết được. Đó là có một lần thì mình thay nước cho cá, mình thực hiện thay nước cho cá thì cái hồ của mình á, cái hồ của mình nuôi á, nó là một cái hồ xi măng. Ở giữa là nó sẽ có một cái ống thoát nước. Thì khi mà mình thay nước cho cá thì mình chỉ cần đặt một cái gọi là một cái lưới vào, một cái lưới để cho nước nó có thể thoát ra, nhưng mà cá nó sẽ không có ra được. Thì khi mà thay nước như vậy mình lại quên mất coi là mình đang thay nước và mình không để ý. Thì khi mình phát hiện ra thì trong hồ là do cái hồ đó là nó gọi là giống như là nó không phải là dạng phẳng, nó là dạng hình bầu bầu nên là vẫn còn ít nước, nhưng mà ít nước đó nó lại pha trộn với lại cái phân và cái rác rưởi của cá, phân của cá còn lại trong hồ. Vì vậy thì cá nó vẫn có thể bơi được nhưng mà nước rất là bẩn. Và cái khoảng thời gian để mình phát từ lúc mà cá bị đến lúc mình phát hiện là nó chỉ có khoảng 30 phút thôi. Nhưng mà lúc mình phát hiện là bởi vì nước nó quá bẩn nên là mắt của cá nó bị đục và nó bị lồi ra luôn. Lúc đó thì cách xử lý của mình đó là mau chóng đưa cá qua một cái hồ nước sạch và có pha một chút ít muối. Thì khoảng 1 tiếng sau á, thì mắt của cá nó trở về trạng thái ban đầu. Thì vì vậy thì mình muốn chia sẻ câu chuyện này cho các bạn thấy và các bạn biết rằng cái môi trường nước á, nó ảnh hưởng rất là nhiều đến cái môi trường sống của cá. Và cá vàng á, thì nó rất là nhạy cảm. Một khi mà nước của bạn mà nó dơ hoặc bất thường, cá vàng á, nó có đặc tính đó là cái sức chịu đựng của nó rất là mạnh mẽ. Và cái thứ hai nữa, dù là sức chịu đựng mạnh mẽ nhưng mà nó rất là nhạy cảm. Có nghĩa là nếu mà trong một cái môi trường sống tốt, trong một cái môi trường sống gọi là vi sinh đầy đủ nè, nước khỏe nè, rồi nước sạch đó, thì cái sức mạnh và cái sức sống của nó kéo dài rất là dài. Nhưng mà nếu mà cái môi trường sống của bạn có một sự thay đổi bất ngờ, nước bẩn, thì đã quá mức cái sự giới hạn của cá rồi á, thì nó sẽ rất là nhạy cảm, trong cơ thể nó sẽ phải làm một cái gì đó để mà chống lại, để mà chống lại cái phản ứng ở bên ngoài. Nên là cái việc mà trong một cái môi trường nước ít mà bẩn như vậy á, thì cá nó lại lồi mắt ra như vậy, và thậm chí nó lồi ra rất là nhiều luôn, và nó bị đục hết mắt luôn. Và ngay lập tức mình xử lý bằng cách là chuyển sang một cái hồ nước sạch khác, và chỉ trong vòng có 30 phút thôi thì lại phục hồi trạng thái ban đầu. Thì có hai điểm ở đây các bạn cần phải lưu ý, đó là thứ nhất là các bạn phải giữ cho cái môi trường nước của bạn được sạch, và cái thứ hai nữa là chúng ta phải mau chóng phát hiện ra cá bị bệnh càng sớm càng tốt, thì như vậy thì cái tỷ lệ mà mình cứu cho cá nó sẽ được cao hơn. Và mình cũng muốn nhấn mạnh ở đây là khi mà các bạn đã chấp nhận nuôi cá vàng thì các bạn phải chú ý thay nước mỗi ngày để mà duy trì được cái chất lượng nước con cá được tốt hơn. Và khi mà các bạn duy trì được cái chất lượng nước cho cá được tốt rồi thì mình đảm bảo là các bạn sẽ giảm rất là nhiều cái phần lo lắng, cái thiệt hại về phần mà bệnh của cá hoặc là cá bị chết.
Vậy là mình đã chia sẻ xong những cái kiến thức cần thiết của mình về bệnh mắt lồi, mắt đục ở cá vàng. Thì mình mong rằng video này có thể giúp các bạn an tâm hơn khi mà xử lý cá bị bệnh, lúc mà cá bị bệnh mắt đục hoặc mắt lồi. Cảm ơn các bạn đã xem đến cuối video nha. Và xin chào và hẹn gặp lại ở video lần sau. Bye bye! We'll be right back.